và thành quả của mình đây anh em nhá. Con trước bé quá thì mình đã thả đi và đây là con thứ hai, con này thì ok hơn. Thế này là đủ bữa rồi anh em ạ. Hello anh em và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của mình nhé. Đến với video ngày hôm nay thì mình tính ra một cái video để chia sẻ cho mọi người về cái thành phần ở trong tổ chim đối với những con chim trào màu này, chim chòe than và chim họa mi. Ngoài ra thì những cái tổ của nó ưa thích thì là những cái tổ loại như thế nào và chúng bắt đầu sinh sản từ vào tháng mấy. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ và giải đáp hết cho anh em nhé. Đấy thì kể cả chim khiếu cũng vậy, chim khiếu thì mình chưa sinh sản được, tuy nhiên là mình cũng biết tập tính của loài chim này. Đấy thì cũng có thể chia sẻ một chút cho anh em. Ở đây thì cái điều kiện mình nuôi nhốt nó vẫn còn hơi hẹp, vậy nên là đôi chim khiếu này của nhà mình nó không thành công. Chứ thực chất thì đôi này của nhà mình nó tha giác cũng mấy năm rồi và nó đi theo nhau cũng rất lâu rồi, cũng phải 3-4 năm rồi đấy. Đấy. Tuy nhiên là cái không gian nuôi nhốt của mình ấy thì mình tính là chỉ nuôi cho vui thôi, vậy nên là chưa tạo được cái điều kiện tốt nhất cho chúng nó. Thì tất cả những cái AV ở trong sân nhà mình ý, thì toàn bộ đều chỉ tính là nuôi ghép cho vui, có đôi có cặp, tuy nhiên là chúng lại có thể thích nghi được và sinh sản tốt. Đấy thì đấy là cái điều rất là vui mừng và có được một chút kinh nghiệm để chia sẻ cho anh em. Và ở bên này thì đó chính là cặp đôi chim chòe than sinh sản của nhà mình. Đấy, các bạn nhìn thấy là ở cái không gian mà thoáng như này cũng như là ở giữa sân thì đối với những chú chim nhà mình nó đều không có ảnh hưởng gì cả, tất cả đều rất là ok, sinh sản rất tốt và thậm chí là còn năng suất hơn cả ở ngoài tự nhiên cơ. Đấy, năng suất hơn. Đấy thì cặp này của nhà mình thì mình đã thay con mái, con trống nó hơi nhát một chút. Tuy nhiên là khi ghép chim sinh sản anh em chọn được hai con đều thuần càng tốt nhá. Nhà mình thì cảm thấy là chỉ cần mái thuần là sẽ ok, trống cũng phải thuần đến 80%. Đấy, cái đấy là cũng là quan trọng. Nhìn chung thì để những con chim có thể sinh sản được tốt ấy thì cái không gian nó rất quan trọng. Cái không gian tự nhiên cũng như là không gian thoải mái, nó cảm giác yên bình và có thể tự do sinh sản. Đây, mình sẽ quay cho anh em về cái cặp chim họa mi của nhà mình nhá. Năm nay thì nó đã dục dịch tha giác rồi và mình cho giác vào thì bây giờ nó tha đầy tổ ở đây. Vì là mình muốn làm cái video này trước mùa sinh sản để cho anh em có thể tham khảo. Đây nha anh em nhá. Đây là cặp đôi chim họa mi của nhà mình. Ở dưới này thì mình cho giác này. Và cái thành phần của nó là gì thì chút nữa mình sẽ chia sẻ. Đây là cái tổ của nó anh em nhá. Cái tổ bây giờ nó đã kín và cuốn rất nhiều giác rồi. Đó. Anh em thấy chưa? Nếu mà anh em bảo là ở chỗ này mà nhà mình không sinh sản được ấy thì chắc là anh em đã nhầm. Ở đây trước đây mình đã sinh sản thành công một đôi họa mi anh em nhá, một đôi họa mi. Video mình đã đăng lên YouTube cho anh em tham khảo rồi. Mình thì cũng vừa cho chúng nó ăn một chút sâu này. Và đôi họa mi này của nhà mình thì nó cũng thuần chỉ tầm khoảng 90% thôi. Tuy nhiên là nhờ có ghép cặp thành công này cũng như là không gian nó rất là ổn định. Ngoài ra thì ở đây thì đó chính là cái môi trường sống rất là ưa thích của chim họa mi. Vậy nên thì chúng mới có thể bắt cặp với nhau dễ dàng cũng như là tha giác sớm như thế này. Thường là ở trong quá trình làm tổ thì mình thấy tất cả các loại chim thì cả hai đều phải đi tìm và tha giác. Đấy, nhưng mà con đực sẽ là cái con mà gần như là xoáy tổ cũng như là canh gác ở trên khu vực tổ của nó. Nhiều khi những con đực nó còn nằm ở trong tổ cơ, để thứ nhất là nó xoáy tổ này, cái thứ hai là nó dụ con mái vào tổ để nó có thể sinh sản nha anh em nhé, để nó có thể sinh sản. Đấy, con ở dưới này là con mái của nhà mình, nó đang tìm và chọn lựa những cái giác tốt nhất. Còn đây con đực anh em nhé, đây con đực. Bây giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị giác là cái thành phần ở trong tổ của chim họa mi đầu tiên để cho anh em xem nhé. Trên tay của mình đây thì đó chính là cái thành phần chính của cái tổ chim họa mi. Đấy, nguyên liệu chính để nó lên làm tổ anh em nhé. Đó là những cái phần dâu dâu, mình gọi là cái dâu nhá, của hoa lục vừng. Đấy, hoa của cây lục vừng. Khi mà hoa lục vừng rụng hết ý, thì nó sẽ còn những cái này ở trên cây. Và những cái khô quá thì nó sẽ rụng xuống. Vừa đấy thì mình đã phải lấy ở trên cây. Đấy là những cái thành phần của chim họa mi. Nó sẽ là những cái phần giác nó cứng và có cái mức độ vừa phải như thế này. Không phải là những cái to quá nha anh em nhé, không phải những cái to quá.
như này là rất là vừa phải và chị Họa My cực kỳ thích. Cái bó đầu tiên mình cho vào ấy thì chỉ trong 2 ngày thôi là nó đã tha hết rồi. Còn đây là cái bó thứ hai mình thử nghiệm sau đấy với chia sẻ cho anh em. Nhưng mà không phải có chỉ riêng cái loại này mà còn rất nhiều loại khác nữa. Tuy nhiên là chút nữa mình sẽ chia sẻ cho anh em. Đấy, cái này thì nó là cái mà cái ưa thích nhất của nó. Mà cái gì thích ấy, thì nó sẽ làm rất nhanh và nó sẽ làm rất là hiệu quả. Tuy rằng là mình thấy ở trong tổ nó cũng đã đầy rồi, nhưng mà mình cũng vẫn sẽ tăng cường vào nhá. Mình sẽ tăng cường vào cho lúc nào nó không tha nữa thì thôi. Vì là cái tổ rất là quan trọng, khi mà nó đã đầy đủ và hoàn thành ấy, thì lúc đấy nó mới đẻ. Và cái tổ chất lượng thì cái năng suất nó cũng sẽ tốt hơn. Đây nha, mình vừa cho vào rồi, những cái rác trước thì nó vẫn còn một ít, nhưng mà đấy là không phải cái loại ưa thích của nó anh em nhé. Đấy, cái loại ưa thích thì nó đã tha lên hết rồi. Ngoài ra thì đây, ở đây thì chính là những cái phần thân của cây gấc, những cái nhánh nhỏ thôi. Đấy thì năm ngoái mình lấy đa phần là cái này cho nó. Và năm ngoái chất liệu chính của tổ nó là cái này. Đấy thì tuy nhiên là mình thấy cái này nó hơi bị cứng một chút, nhưng mà nó vẫn là rất là ưa thích anh em nhé. Vậy nên là mình cũng sẽ lấy thêm. Và cũng như là một cái gợi ý để cho anh em có thể lấy thêm phần rác thô đó. Miễn là những cái thành phần rác như thế này thì chim họa mi nó sẽ rất là thích nha anh em nhé. Tập tính của chim họa mi đó chính là phải tự mình tha rác lên, thì đối với chim trào mào thì ngược lại, anh em có thể tự nhét rác vào ổ cho nó nhé. Đối với thành phần rác của chim trào mào để làm tổ ấy thì đó chính là những cái phần cỏ khô. Nhà mình năm nào cũng phải lấy một chút cỏ để phơi khô ra, sau đấy để là làm cái thành phần chính để cho chim trào mào nó xoáy tổ và lót tổ anh em nhé. Thì đối với cả chim trào mào thì mình nhận thấy là nó vẫn chưa đến mùa sinh sản, chưa đến mùa sinh sản. Vì là nếu mà đến mùa sinh sản ấy thì con trống sẽ rất căng. Ngoài ra thì nó còn sẽ tha rác dần dần lên cơ. Có nghĩa là những cái phần rác ở dưới đất ấy, hoặc là những cái phần lông thừa, nó sẽ nhặt ở vào mồm, nhặt cho vào mồm và nó có muốn tha rác. Nhưng mà bây giờ thì chưa, vậy nên là mình chưa lót vội anh em nhé. Mình lót bây giờ thì nó cũng sẽ tha xuống thôi. Mình đã hiểu cái tập tính của chim trào mào, vậy nên là cái đống cỏ khô này thì mình sẽ để ở đây để cho nó kích thích. Đấy, lúc nào nó muốn tha ấy, thì nó sẽ ngậm vào mồm. Và lúc đấy mình sẽ nhét vào trong tổ của nó, sau đó là nó tự xoáy, tự làm tổ. Còn đối với thành phần rác của chim chuề thì sao? Chim chuề than hoặc là chim chuề lửa thì cái thành phần của nó là những cái kiểu như thế này này. Đây, mình sẽ lấy cho anh em. Đó là những cái cành nó nhỏ nhưng mà nó khá là cứng. Ví dụ như cành này. Đây anh em nhá, cành đào này này. Đấy, mình lấy ví dụ là cành đào nhá. Đấy, nhưng mà mình có thể là lấy cái phần hoa của cây lộc vừng như ban nãy của chim họa mi. Đấy, nhưng mà những cành đào này nó cũng khá là to, bởi vì là bây giờ nó đang là vẫn còn tươi. Nhưng mà đợt tới mà nó khô ấy thì mình sẽ làm sử dụng để cho chim chuề than. Nó rất thích những cái kiểu như này anh em ạ. Đấy, chim chuề than thì nó không cần đoạn rác dài. Đấy, nó chỉ cần những cái đoạn như này thôi, đoạn ngắn ngắn như này. Đấy, nó tha lên và lúc đấy nó chỉ cần gác vào nhau thôi. Tổ chim chuề than nào nó sẽ gác vào với nhau. Và đối với chim chuề than thì chúng lại phải tự tha anh em nhé. Chứ đối với chim chuề than thì không thể là mà lót được ổ cho nó. Bởi vì là nếu mà lót ổ cho nó thì nó sẽ bỏ tổ ngay. Bọn chim chuề than là những cái dòng chim mà nó khôn nhất trong tất cả các loài. Tiện thể đây thì mình sẽ cắt luôn và phơi khô để được tới đây cho chim chuề than nhé. Vừa nãy mình cũng đã chia sẻ với anh em đối với cả những cái thành phần rác của chim họa mi này, chim chuề than và chim trào mào, thì ba loại đó. Còn đối với chim khiếu ấy thì nó cũng khá là giống với cả chim họa mi anh em nhá. Rác nó cũng tương tự như vậy, anh em có thể lấy nhiều loại rác khác nhau hỗn độn vào đấy, sau đấy là cho vào nó cũng sẽ tha thôi. Nhưng mà cái loại ưa thích của nó thì mình đã chia sẻ cho anh em rồi đấy. Còn đối với cả chim trào mào ấy thì nó là những cái phần cỏ khô nhá, nó rất là mềm thôi. Còn đối với chòe thì nó là những cái đoạn rác ngắn, ví dụ như cái đoạn đốt một cái phần ngón tay của mình này. Đấy, nó ngắn như này thôi, nó không cần dài anh em nhé. Và nó cứng một chút thì sẽ ok.
Đấy, nhìn chung là ba loại nó là như vậy. Còn bây giờ sẽ đến là cái phần tập tính của nó, làm tổ của nó. Thì đối với cả chim chòe than thì mình cũng đã vừa chia sẻ, đó chính là chúng tự tha giác, và chim họa mi cũng vậy, chúng đều là những cái loại tự tha giác. Còn đâu đối với chim chòe mào thì chúng sẽ để mình nó tổ cho nha anh em nhé, chúng sẽ để mình nó tổ cho. Đấy, thì đối với chim chòe mào thì rất là dễ vì nó không sợ ví dụ như là người nó làm ảnh hưởng hoặc là sẽ bị hơi tay của người. Nhiều loài khôn như là chim chòe than ấy thì nó sẽ thấy tay của người vào ấy thì nó sẽ bỏ tổ luôn, hoặc là anh em chỉ cần nhòm trộm cái tổ của nó thôi nó cũng sẽ bỏ. Đấy, chim chòe than thì nó là một loài rất thông minh và khôn và rất là kín đáo nữa. Mình sẽ chia sẻ cái là cái phần tổ nó như thế nào nhé, tổ nó như thế nào. Thì đối với cả chim chào vào và chim họa mi thì cái tổ của nó sẽ như là hình cái bát vậy, cái bát nhé, cái bát thì chúng nó sẽ làm tổ và quấn rác xung quanh đấy sao cho tròn, cũng như là để chúng nó sinh sản trong đó. Còn đâu đối với cả chim chòe than thì tổ nó sẽ như thế nào anh em? Chim chòe than ấy thì tổ nó sẽ như thế này này. Đây là những cái phần tổ của chim chòe than, nó sẽ là những cái ô hộc để chui vào. Ở ngoài tự nhiên ý, thì chim chòe than nó có thể sinh sản ở những cái chỗ ví dụ như là những cái phần cây tre, ống tre anh em nhá, ống tre to mà bị rỗng ở giữa, ví dụ như là chuột nó khoét vào, hoặc là sóc này, hoặc là ngoài tự nhiên ý, mình đang nói ngoài tự nhiên nhá, hoặc là bất kể một con động vật gì nó khoét ở trong cái lỗ đấy mà chim chòe than có thể sinh sản chui vào vừa thì nó sẽ ở trong đó. Hoặc là ở ngoài tự nhiên đó là những cái cây gỗ lớn mà nó như có phần hộc. Anh em để ý là ở những cái cây gỗ lớn ấy nó sẽ có những cái phần lỗ, lỗ hộc mà nó bị rỗng thì thường là chim chòe than nó sẽ làm tổ đấy. Ngoài ra thì chim chòe than rất thích làm tổ ở cây cao, ở những cái bẹ cây cao nhá. Thì chim chòe than cũng rất thích làm tổ đấy. Và mình để ý nhá, ở cây cao nhà mình ấy thì chim chòe than nó sẽ tha rác và nó làm tổ ấy, nó sẽ chỉ cần gá những cái phần rác lên thôi, để lên nhau như này là chính, chứ không phải đan lát hoặc là không phải cuộn tròn như là đối với cả chim họa mi và chim chòe mào. Đấy, thì nó cái đặc tính của nó như vậy. Thì đối với cả trong cái điều kiện nuôi nhốt ấy thì chim chòe than nó sẽ thích những cái phần ô hộc, ví dụ như là nhiều anh em sẽ làm ống tre này, ống tre ok. Ngoài ra ấy thì không có ống tre, anh em có thể làm một cái cốc, cái ống nước, mình bảo cái ống nước nhá, cái ống nước anh em có thể tự chế được, cái ống nước nó cũng có thể sinh sản trong đó. Ngoài ra thì còn có cả những cái như là cái phần tổ đây, nhà mình tự đóng đây nha anh em nhá, anh em nhìn thấy là cái tổ này nhà mình tự đóng và chim chòe than nó rất thích ở trong này. Cái tổ này năm ngoái nhà mình cũng đã sinh sản thành công đôi chòe than ở AV lớn rồi đấy. Thì đợt vừa rồi nhà mình vừa bắt được con chuột ra thì mình vừa tháo ra và chia sẻ cho anh em đấy, mình để đây đấy. Còn đối với cả chim chòe than thì nó là như vậy, tất cả nó đều rất là đơn giản thôi. Chim khiếu thì nó cũng là bằng cái bát anh em nhé, bằng cái bát. Và cái thời gian sinh sản của những loài chim này thì đối với cả chim họa mi thì chúng luôn luôn có cái yếu tố là dục dịch làm tổ trước, như là chỉ cần ra Tết thôi, cái mùa nồm này mình nhớ là năm ngoái mùa nồm này là chim họa mi nó đã dục dịch làm tổ rồi đấy, thì có thể nó sẽ sinh sản trước nhé, nó làm tổ trước thì có thể nó sẽ sinh sản trước. Cái thứ hai đó là chim chào mào thì mình nghĩ là chỉ khoảng tầm một tháng nữa thì bắt đầu với tha giác, một tháng nữa bắt đầu với tha giác ấm ấm lên một chút. Chim chòe than thì cũng sẽ bằng chim chào mào đấy, nó sẽ bằng nhau đấy. Đấy là mình đã nói là cái khoảng thời gian nhé, cái khoảng thời gian để chúng nó làm tổ. Nhưng mà để mà anh em tinh ý ra, anh em tinh ý ra thì em có thể nhìn thấy là đối với cả những loài chim mà đang thích làm tổ ấy thì cái phần căng lửa nhá, mình gọi là căng lửa của nó sẽ đi lên. Và đối với cả chim chòe than thì mình thấy chỉ cần thấy là con trống nó rít, nó đuổi con mái, đuổi con mái xung quanh AV thì có nghĩa là cái lúc đó nó đã xích làm tổ và chuẩn bị làm tổ. Cả chim họa mi cũng vậy. Đây là cái video mình vừa đăng bên phía trước nhá, mình đăng lên phía trước và quay cho anh em. Đây là hai chim họa mi nó đang rất là căng lửa đấy, để sinh sản. Còn đối với chim chào mào thì nó sẽ múa, múa rất là nhiều, con đực nó sẽ múa và nhảy qua nhảy lại để thu hút bạn tình cũng như con mái, thu hút con mái. Lúc đó thì nó cũng sẽ sinh sản. Và những cái trường hợp ví dụ anh em không thấy nó căng lửa nhưng mà anh em thấy nó cắp rác thì cũng là một cái yếu tố, cũng là một cái ví dụ để anh em có thể nghĩ ra là nó
làm tổ anh em nhé, nó chuẩn bị cái mô hình sàn. Thì đấy chỉ là những cái kinh nghiệm nho nhỏ của mình chia sẻ cho anh em. Ngoài ra thì đối với cả khi mà anh em mới ghép chim sinh sản ấy, thì cái quan trọng đầu tiên là anh em thấy là có thể là anh em sẽ thả nó vào luôn nhé. Có nhiều trường hợp như nhà mình ấy, thì nhà mình thả vào luôn và mình sẽ quan sát thái độ đối với cả những loài chim mà chúng có thể đánh nhau luôn ấy, thì anh em phải tách ra luôn, phải tách ra ngay lập tức. Nhưng mà đối với cả những con chim mà nó không hợp nhau, anh em phải để ý nhé, nó không hợp nhau thì mình nhìn thấy cái thái độ của nó là đi ăn này không cùng nhau này, hoặc là ngủ cũng không cùng nhau. Đấy, nhưng mà có những cái trường hợp ngoại lệ nhé, mình nói ở đây thì nó thực sự là rất là mênh mông, cái gì nó cũng có trường hợp ngoại lệ. Thì đối với cả những loài chim mà mình muốn biết là nó đã thành cặp thành đôi hay chưa ấy, thì chúng ta ghép vào cái thời gian như này là hợp lý. Sau đấy là chúng ta quan sát khoảng 2 tuần nhá, thì cũng sẽ rõ ngay 2 tuần mình thấy là chúng nó đi cùng nhau không, hoặc là chỉ cần không đánh nhau thôi cũng là một sự thành công rồi, không đánh nhau thôi cũng là đã thành công được 50% rồi. Còn 50% còn lại nữa đó chính là các yếu tố xung quanh, đó chính là môi trường sống này, thức ăn này, cũng như là mọi thứ. Nó rất là nhiều yếu tố nuôi được chim sinh sản ở trong AV, ở trong nhà mình ấy, mà lại có đông người như ở nhà mình, thì cái điều đó là cũng không phải là đơn giản, mà cũng không phải ai làm được nhé. Tại vì là anh em thường nuôi nó sẽ phải che chắn, cái AV của anh em nuôi thường rất là che chắn nhiều. Anh em nhà mình thì tất cả AV đều để thoáng như vậy, rất là tự nhiên mà vẫn sinh sản được. Thì anh em hiểu là mình phải thân thiện và mình phải gần gũi với cả chim như thế nào thì nó mới như vậy. Đấy, thì đó đều là những cái chia sẻ nho nhỏ cho anh em thôi, và hy vọng là cũng sẽ giúp ích được anh em trong cái mùa sinh sản tới đối với cả tất cả các loài chim. Thì anh em có những cái thắc mắc gì cũng như là có những cái trao đổi gì thì anh em có thể chia sẻ trực tiếp với mình hoặc là bình luận ở bên dưới để mình có thể góp ý cũng như là để giúp cho anh em một phần nào đấy, để sao cho anh em có thể gây giống, bảo vệ nguồn gen những loài chim đang bị mất dần ở ngoài tự nhiên. Và ok anh em nhé, cảm ơn anh em đã theo dõi và lắng nghe video của mình. Chúc anh em có thật nhiều sức khỏe và nhớ ủng hộ mình bằng cách bấm nút like cũng như là đăng ký kênh để mình có thêm những động lực ra thật nhiều video kế tiếp nhé. Và ok anh em, xin chào mọi người nhé.